Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và hôm nay thì trong video này, Uyên sẽ chia sẻ đến cho chúng ta nội dung sách nói của quyển sách Gieo suy nghĩ, gặt thành công. Đây là một quyển sách khá là nổi tiếng và cũng là một quyển sách kinh điển của tác giả Napoleon Hill. Thực ra thì đây là một quyển sách đã được xuất bản cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì Uyên thấy ở trên kênh YouTube này có rất là nhiều bạn để lại bình luận cũng như là liên hệ với Uyên để nói Uyên đọc nội dung của quyển sách này. Cho nên là hôm nay Uyên sẽ chia sẻ nội dung quyển sách này đến cho các bạn. Tuy nhiên thì cũng giống như những video khác là vì lý do bản quyền cho nên là Uyên chỉ có thể chia sẻ được cho chúng ta 50% nội dung của quyển sách thôi. Uyên không thể nào chia sẻ hết được, các bạn thông cảm ha. Với quyển sách này thì bạn có thể thấy nó cũng không dài lắm. Nó cũng không dài lắm. Và tổng cộng thì nó có khoảng 250 trang. Và 15 chương, thì với 50% nội dung thì Uyên sẽ chia sẻ cho chúng ta 8 chương của quyển sách này. Nếu bạn nào sau khi nghe xong mà cảm thấy yêu thích nội dung của quyển sách và muốn mua sách giấy ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho công ty phát hành sách, thì Uyên có đính kèm đường link mua sách ở trong phần mô tả cũng như là trong bình luận ở bên dưới. Bạn có thể click vào đó và chúng ta mua sách trực tiếp từ công ty Beastbook. Đây là quyển sách được phát hành bởi công ty Beastbook. Và Uyên đính kèm đường link mua sách trực tiếp từ công ty luôn. Nên là các bạn sẽ tránh được trường hợp là chúng ta mua nhầm phải những quyển sách lậu, sách giả tràn lan ở trên thị trường ha. Và bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy đi vào nội dung quyển sách ngày hôm nay nhé. Gieo suy nghĩ, gặt thành công. Tự tạo phép màu cho thành công của bạn. Tác giả Napoleon Hill. Dịch giả Phúc Lâm. Phát hành bởi Beastbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Lời nói đầu. Mọi nghịch cảnh, mọi khó khăn, mọi thất bại và mọi nỗi đau thể xác đều mang trong mình hạt mầm của một lợi ích tương xứng. Bài luận vĩ đại nhất của Ralph Waldo Emerson, Sự đền bù, khẳng định sự thật đó là một cách chi tiết và tôi vừa trải qua một trải nghiệm không chỉ xác thực nhận định trên mà còn cho phép tôi giúp đỡ hàng triệu người biến nỗi đau thể xác thành một quãng dừng chân trước khi đến điểm đích với những lợi ích to lớn cho chính bản thân họ. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế trong phòng khám nha khoa ở Los Angeles, California và chờ nhổ 9 chiếc răng cuối cùng trong hàm trước khi lắp răng giả tạm thời. Nha sĩ đã gây tê cả hàm trên và hàm dưới của tôi và có vẻ đang chờ thuốc tê ngấm. Cứ mỗi phút anh ta lại nhét dụng cụ vào miệng tôi kiểu như đang kiểm tra nếu vậy. Một lúc sau tôi hỏi, anh nha sĩ, anh sắp nhổ răng cho tôi chưa thế? Hết sức ngạc nhiên, anh ta trả lời. Ông hỏi thế là có ý gì? Tôi đã nhổ 6 cái rồi mà, chúng đang ở trên bàn trước mặt ông đó. Tôi nhìn theo và chắc chắn rằng 6 chiếc răng của tôi đã được nhổ bỏ mà tôi không hề hay biết về việc đang diễn ra. Sau đó tôi và nha sĩ có trò chuyện với nhau, mà theo tôi, chính cuộc trò chuyện đó đóng vai trò mầm mống của một lợi ích tương xứng hay sự bù đắp cho quá trình nhổ răng tôi đã phải chịu đựng. Câu chuyện này giúp ích cho hàng triệu khán giả của tôi, những người biết về câu chuyện và tận dụng được bài học từ đó cho những lần khám nha khoa sau này của họ. Hạt mầm mà tôi nói đến có vai trò xây dựng kế hoạch và mục đích cho cuốn sách này, với cảm hứng bắt nguồn từ cuộc trò chuyện của tôi với nha sĩ kể trên. Khi nha sĩ nhổ nốt 3 chiếc răng cuối cùng, anh ta hỏi tôi. Ông đặt tâm trí ở đâu khi tôi nhổ 6 chiếc răng cho ông vậy? Ở đài phát thanh KFWB, tôi đáp. Tập dượt trong đầu về buổi phát thanh ngày Chủ nhật tới. Ồ, anh ta thốt lên. Tôi đã làm nha sĩ 30 năm rồi, nhưng tôi chưa thấy bệnh nhân nào ngồi đây và bị nhổ răng mà chẳng hay biết gì hết. Sao ông lại có thể làm được như vậy cơ chứ? Thật ra khá là dễ, tôi trả lời. Tôi điều chỉnh tâm trí mình ở trong trạng thái cho lần nhổ răng này từ trước cả khi anh bắt đầu cơ. Một phần trong sự điều chỉnh đó bao gồm việc tôi hoàn toàn tách rời khỏi hoàn cảnh và tập trung trí óc vào một sự việc thú vị. Chẳng còn nghĩ gì đến việc nhổ răng nữa. Trời đất ơi! Nha sĩ thốt lên. Nếu ông biết cách dạy người khác làm thế nào điều chỉnh tâm trí khi khám chữa răng,
để gạt bỏ nỗi sợ về nha khoa, rồi ông xuất bản một cuốn sách công bố công thức ấy, thì ngành nha khoa của nước ta có thể giúp ông bán hàng triệu bản một năm ấy chứ. Trước khi tôi rời phòng khám nha khoa ngày hôm đó, tôi đã lên kế hoạch cho cuốn sách này và hình dung ra một phương pháp hoàn chỉnh giúp biến nỗi sợ khi phải đi gặp nha sĩ thành khoảng thời gian chờ thú vị, mang đến công thức làm chủ nỗi đau thể xác cho hàng triệu người. Một đặc điểm kỳ lạ của công thức này là nó dựa trên cùng một phương pháp mà tôi từng dùng để giúp hàng triệu người điều chỉnh tâm trí cho việc làm giàu. Công thức được xây dựng suốt hơn 50 năm qua. Khởi nguồn của nó là khi Andrew Carnegie giao cho tôi nhiệm vụ xây dựng triết lý thực tế đầu tiên trên thế giới về thành tích cá nhân và tinh hoa của nó, đến từ kinh nghiệm cá nhân của hơn 500 con người thành công nhất tại Mỹ, đã cộng tác với tôi trong suốt quá trình hoàn thiện triết lý nói trên. Trước khi đưa ra công thức đó, tôi cần hỗ trợ người đọc điều chỉnh tâm trí để tiếp thu được nó, giống như việc một người phải thành thạo toán cơ sở rồi mới học tiếp được toán cao cấp. Thế nên ta phải hiểu được cách thức điều chỉnh tâm trí từng bước một, bằng cách nghiên cứu các vấn đề trọng yếu có liên quan sẽ được nêu ra ở các chương sau. Thông qua việc làm theo hướng dẫn của tôi trong từng trang sách một cách thật kiên nhẫn và tỉ mỉ, bạn có thể khám phá ra cả một thế giới giàu có mà bạn chưa bao giờ biết rằng mình vốn đang sở hữu nó. Tôi sẽ mô tả hết sức đơn giản để mọi người đều hiểu được công thức đã giúp tôi biến quá trình nhổ răng thành một khoảng thời gian thoải mái và không hề đau đớn. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Hệ thống điều chỉnh tâm trí mà tôi tiết lộ trong cuốn sách này sẽ giúp bạn làm chủ nhiều tình huống trong cuộc đời mà bạn không mong muốn, như nỗi đau thể xác, nỗi buồn, sự sợ hãi và thất vọng. Cuốn sách cũng sẽ trang bị cho bạn những tiền đề để đạt được điều bạn mơ ước, như sự bình yên trong tâm trí, sự thấu hiểu bản thân, sự thành đạt về mặt tài chính và sự hòa hợp trong những mối quan hệ giữa người với người. Đây là cuốn sách tiết lộ nhiều nhất, theo cách thẳng thắn nhất, về rất nhiều chủ đề mà tôi đã bỏ qua trong những cuốn sách trước đây. Bởi lẽ tôi muốn trình bày dưới hình thức như những lời cố vấn của các nha sĩ và bác sĩ, có bệnh nhân đang cần các thông tin đó. Trong loạt sách trước đây, tôi đã chỉ ra cách giúp bạn thành công trong công việc, nghề nghiệp hay việc kinh doanh trên khía cạnh lợi nhuận. Và theo ước tính, các cuốn sách của tôi đã giúp hàng triệu người trở nên giàu có. Lần này, tôi muốn giúp mọi người tự tạo phép màu cho bản thân theo cách của riêng họ, thông qua một hệ thống tự kỷ luật mà sẽ được chính các độc giả của cuốn sách này chứng minh là hữu ích. Cuối cùng, tôi viết cuốn sách này để dành tặng mọi người, những ai đang vướng mắc các vấn đề cá nhân mà chưa thể giải quyết hay đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn mà họ cần phải vượt qua, với hy vọng rằng mỗi độc giả sẽ nhận được những lợi ích khi đọc sách. Và tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn tới những người bạn là bác sĩ và nha sĩ đã giúp tôi giới thiệu cuốn sách này đến bệnh nhân của họ. Ban đầu, tôi dự định viết sách chỉ để giúp mọi người điều chỉnh tâm trí trước các cuộc khám chữa hoặc phẫu thuật nha khoa. Nhưng khi bắt đầu xây dựng phần khung cho cuốn sách, tôi đã hình dung ra một mục đích còn lớn lao hơn so với ban đầu. Giúp cho độc giả đạt được lợi ích tối đa từ hơn 40 năm nghiên cứu của bản thân tôi về nguyên nhân thành công cũng như thất bại, hạnh phúc và khổ đau. Những tri thức quan trọng mà tôi tích lũy được khi xây dựng lên môn thành công học mà hiện giờ đã được xuất bản dưới nhiều tựa đề khác nhau và được độc giả trên toàn thế giới đón nhận. Trong các chương tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu những điều kỳ diệu, vĩ đại trong cuộc đời mà thông qua đó, độc giả có thể khám phá và tiếp thu được 12 gia tài vĩ đại được mô tả trong chương kế tiếp. Tôi cũng sẽ tiết lộ phương pháp biến sự sợ hãi, nghèo khó, khổ đau, thất bại và nỗi đau về thể xác thành những động lực truyền cảm hứng tuyệt vời nhất. Hãy đọc cuốn sách với một tâm hồn mở và bạn sẽ nhận ra các trang sách đang tiết lộ cho bạn phép màu vĩ đại nhất. Một phép màu mà tôi không thể diễn tả được bằng lời vì chỉ bạn mới có thể hiểu nó và chỉ bạn mới có thể kiểm soát nó. Phép màu này ẩn chứa một mật mã có khả năng giải phóng bạn và giúp bạn tiếp thu được 12 gia tài trong cuộc sống. Nó có thể mang đến cho bạn sự bình yên trong tâm hồn, sự cân bằng trong cuộc sống
bao gồm cả những điều kiện hay vật chất mà bạn cần hoặc khao khát có được. Trong cuốn sách này, tôi sẽ gửi tới bạn, thông qua sự diễn giải về các phép màu, một nửa của mật mã đó, nửa còn lại phụ thuộc vào bạn, và bạn phải khớp chúng lại với nhau. Khi đọc các chương trong cuốn sách này, bạn sẽ tự hiểu ra một nửa mật mã còn thiếu. Khi bạn nhận ra điều đó, hiểu đúng nó và áp dụng nó vào cuộc sống của chính mình, bạn sẽ hiểu được rằng cuốn sách này mang đến cho bạn điều gì đó còn lớn lao hơn cả cách thoát khỏi sự sợ hãi về nỗi đau thể xác khi phải khám chữa hay phẫu thuật nha khoa. Và bằng cách chinh phục được những điều đơn giản nhỏ bé, rồi bạn sẽ chinh phục được nhiều điều vĩ đại hơn trong cuộc đời. Napoleon Hill. Chương 1. Ai cũng có thể tạo ra phép màu. Một người đàn ông sắp làm cha đi lại bồn chồn trên hành lang trước cửa phòng phẫu thuật tại bệnh viện, chờ đợi xem mình sẽ có con trai hay con gái. Cánh cửa mở ra, hai vị y tá bước ra và đi ngang qua người đàn ông mà không nhìn về phía anh ta. Sau đó, bác sĩ bước ra, do dự một lát và ra hiệu cho người cha thiếu kiên nhẫn bước vào. Trước khi anh vào, bác sĩ nói, tôi phải báo trước cho anh một tin xấu. Con anh là bé trai và cháu sinh ra nhưng không có tai. Cậu bé chắc chắn sẽ khiếm thính cả đời. Con tôi có thể sinh ra mà không có tai? Người cha thốt lên. Nhưng không có nghĩa là con tôi sẽ bị điếc suốt đời. Anh đừng quá kích động, bác sĩ đáp lời. Nhưng anh cũng phải chuẩn bị trước cho những tình huống có thể xảy ra, dù anh không hề mong muốn. Y học đã chứng kiến nhiều trường hợp như con trai anh, nhưng chẳng đứa trẻ nào trong số đó có thể nghe được cả. Thưa bác sĩ, tôi rất tôn trọng chuyên môn của ông với tư cách bác sĩ, nhưng tôi cũng là bác sĩ theo một nghĩa nào đấy, vì tôi đã tìm ra cách chữa bệnh hữu hiệu cho con người trong những tình huống thực tế. Bước đầu tiên một người cần làm để sử dụng phương thuốc đó là từ chối chấp nhận những nghịch cảnh. Và tôi báo cho ông biết rằng, ngay tại đây, ngay lúc này, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận khiếm khuyết của con tôi là không thể khắc phục được. Bác sĩ im lặng, nhưng sự sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt ông ta như đang nói rằng, anh bạn tội nghiệp, tôi cảm thấy tiếc cho anh, nhưng anh sẽ thấy trong cuộc đời này có những hoàn cảnh mà người ta buộc phải chấp nhận. Rồi ông dắt người cha vào căn phòng nơi hai mẹ con đang đợi anh ta, quay lưng đi và đứng yên trong lúc người cha nhìn vào điều mà vị bác sĩ chân thành tin là một hoàn cảnh mà ta buộc phải chấp nhận trong đời. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 25 năm sau, một bác sĩ khác mỉm cười bước ra từ phòng thí nghiệm với phim chụp X-quang trên tay. Thật kỳ diệu! Anh ta thốt lên. Tôi đã chụp X-quang phần đầu cho chàng trai trẻ này từ mọi góc độ có thể và tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy anh ta có sử dụng thiết bị trợ thính cả. Nhưng mọi kết quả thử nghiệm của tôi đều cho thấy anh ta có 65% khả năng nghe như người bình thường. Đó là một bác sĩ chuyên khoa thính giác nổi tiếng ở thành phố New York và trên tay anh là phim chụp X-quang phần đầu của chàng trai trẻ có lẽ đã khiếm thính cả đời. Nếu không có sự can thiệp của người cha, người đã từ chối chấp nhận hoàn cảnh và đã khiến tự nhiên phải sửa chữa lỗi sai của chính nó. Tôi cam đoan câu chuyện trên là có thật, vì tôi chính là người cha đó. Người đã từ chối chấp nhận việc con tôi sinh ra không có đôi tai là một khiếm khuyết không thể chữa lành. Trong suốt 9 năm đầu đời của con trai, tôi dành phần lớn thời gian để tìm cho ra một phương pháp mà rốt cuộc đã giúp con tôi có khả năng nghe được 65% so với một người bình thường. Chừng đó là đủ để con tôi đi học phổ thông, trung học, rồi vào đại học, với thành tích như một trong những sinh viên xuất sắc nhất. Chừng đó cũng đủ cho con tôi sống một cuộc đời bình thường, mà không gặp phải bất kỳ sự bất tiện hay xấu hổ nào mà một người khiếm thính phải chịu đựng. Câu hỏi là, phép màu đã được tạo ra như thế nào? Ai biết điều gì đã tạo ra phép màu đó? Cái gì đã diễn ra bên trong đầu của một đứa trẻ sinh ra không có đôi tai mà khiến nó có thể phát triển khả năng nghe, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống? Đó cũng là câu hỏi được đặt ra cho vị chuyên gia về thính giác
và đây là câu trả lời của ông. Không nghi ngờ gì nữa, những chỉ dẫn tâm lý mà người cha truyền đến tiềm thức của đứa trẻ đã ảnh hưởng lên khả năng cải biến hệ thống thần kinh nào đó kết nối với não bộ trong hộp sọ, cho phép cậu bé nghe thấy những gì ngày nay chúng ta gọi là dẫn truyền âm thanh qua xương. Hy vọng rằng khi bạn đọc hết cuốn sách này, bạn sẽ nắm được bản chất thật sự của phép màu đã cứu con tôi khỏi việc khiếm thính suốt đời. Đó là mục đích lớn nhất của tôi khi viết sách. Bản thân tác giả cũng đã được phép màu này giúp ích rất nhiều, ngay từ trước khi ông biết đến nó, khi ông còn khá trẻ. Nó đã giúp ông làm chủ nỗi sợ hãi, mê tín, ngu dốt và nghèo khó. Bốn kẻ thù lớn nhất của nhân loại mà không biết bao người đã phải chịu đầu hàng vì họ không hiểu được cách sử dụng phép màu để vượt qua một nghịch cảnh mà họ không mong muốn trong đời. Bản chất chính xác của phép màu là điều mà người này không thể mô tả cho người kia cho đến khi tinh thần họ được điều chỉnh đủ để tiếp thu vấn đề đó. Vì thế, độc giả cần đọc và phân tích các chương tiếp theo trong cuốn sách này trước khi có đủ điều kiện để tiếp thu một khái niệm hoàn chỉnh về phép màu. Dù trong chương này đã nhắc đến một số manh mối rõ ràng, nhưng chừng đó là không đủ để tiết lộ bí mật sâu kín nhất, mà nhờ có nó, ta có thể chiến thắng những điều không như mong muốn trong cuộc sống. Bí mật này xứng đáng được tìm hiểu một cách nghiêm túc, vì nó là chìa khóa mở ra những cánh cửa may mắn cho người sở hữu nó, bao gồm cả việc làm chủ nỗi sợ hãi khi phải trải qua những cuộc phẫu thuật nha khoa hay y tế. Thái độ tinh thần khi bạn đọc cuốn sách sẽ quyết định khá lớn tới việc bạn sẽ nắm bắt được bí mật vào lúc nào và ở đâu trong cuốn sách. Do đó, chúng ta hãy hướng sự chú ý đến những tiềm năng to lớn của thái độ tinh thần tích cực. Nếu bạn kiểm soát được thái độ tinh thần, bạn sẽ kiểm soát được hầu hết các tình huống có tác động tới cuộc sống của mình, bao gồm cả sự sợ hãi và lo lắng về bất kỳ điều gì. Thái độ tinh thần quan trọng như thế nào? Hãy cùng phân tích vai trò của thái độ tinh thần trong đời sống và chúng ta sẽ hiểu được tầm quan trọng của nó. Thái độ tinh thần của bạn là yếu tố chính thu hút mọi người đến với bạn bằng tinh thần thân thiện hoặc đẩy họ ra xa. Tất cả đều phụ thuộc vào việc liệu thái độ của bạn là tích cực hay tiêu cực và bạn là người duy nhất quyết định được điều đó. Thái độ tinh thần là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức khỏe thể chất tốt. Tất cả các bác sĩ đều biết và hầu hết họ đều sẽ thừa nhận rằng thái độ tinh thần của bệnh nhân rất quan trọng trong việc chữa bệnh hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Thái độ tinh thần là yếu tố quyết định, có lẽ là yếu tố quan trọng nhất đối với những gì ta sẽ nhận được từ việc cầu nguyện. Từ lâu, người ta đã biết rằng khi cầu nguyện bằng một thái độ tinh thần bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng, sẽ chỉ mang lại những kết quả tiêu cực. Chỉ những người cầu nguyện với một thái độ tinh thần chứa đầy niềm tin sâu sắc mới có thể mong đợi kết quả tích cực. Thái độ tinh thần của bạn khi lái ô tô trên xa lộ quyết định rất lớn đến việc bạn là người lái xe an toàn hay một hiểm họa giao thông cho tính mạng của chính bạn và của những người khác. Hầu hết các vụ tai nạn ô tô được cho là xảy ra do lái xe khi say rượu, tức giận hoặc tài xế đang trong tâm trạng quá lo lắng hoặc kích động. Thái độ tinh thần của bạn quyết định khá lớn tới việc bạn thấy bình yên trong tâm trí hay luôn cảm thấy giận dữ và đau khổ trong cuộc sống. Thái độ tinh thần là nền tảng cơ bản trong mọi ngành nghề kinh doanh, dù sản phẩm của ngành đó là gì đi chăng nữa, thương mại, dịch vụ cá nhân hoặc bất kỳ loại hàng hóa nào khác. Một người có thái độ tinh thần tiêu cực không thể bán được hàng. Anh ta có thể nhận một đơn đặt hàng từ người mua nhưng không bán được. Giao dịch đó hoàn toàn là việc mua hàng. Có lẽ bạn đã từng thấy thực tế này trong các cửa hàng bán lẻ, nơi mà người bán không dành tâm trí cho việc làm hài lòng khách hàng. Thái độ tinh thần kiểm soát rất lớn tới vị trí của một cá nhân trong cuộc sống, thành công mà anh ta đạt được và bạn bè mà anh ta kết giao, cũng như đóng góp của anh ta cho hậu thế. Thật không nói quá nếu cho rằng thái độ tinh thần là mọi thứ. Thái độ tinh thần là phương tiện giúp một người điều chỉnh tâm trí khi trải qua một cuộc phẫu thuật hoặc khám chữa nha khoa để không cảm thấy sự đau đớn về thể xác.
Cách thực hiện điều này sẽ được trình bày rõ trong nội dung các chương tiếp theo. Một số người tin rằng thái độ tinh thần của một cá nhân không chỉ chiếm giữ thể xác của anh ta trong suốt quãng đời trên trần thế, mà còn ảnh hưởng đến anh ta kể cả sau khi đã qua đời. Không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh học thuyết đó, ngoại trừ việc chúng ta đều cảm thấy nó rõ ràng rất hợp lý. Cuối cùng, minh chứng thuyết phục nhất về tầm quan trọng của thái độ tinh thần là thực tế rằng nó là thứ duy nhất mà thông qua đó bất kỳ ai cũng có quyền kiểm soát bản thân một cách đầy đủ, bất biến. Chúng ta không thể kiểm soát suy nghĩ hoặc hành động của người khác. Chúng ta không thể kiểm soát việc sinh ra hoặc chết đi. Nhưng chúng ta có một quyền không thể chối cãi là kiểm soát mọi suy nghĩ xuất phát từ tâm trí, kể từ khi ta biết suy nghĩ cho đến lúc qua đời. Đây là một thực tế sâu sắc nhất, có ý nghĩa quan trọng nhất trong đời sống mỗi cá nhân. Thật hợp lý khi mỗi người được trao toàn quyền kiểm soát suy nghĩ của mình. Đấng tạo hóa đã coi đây là một tài sản vô giá và chính xác là như vậy. Bởi vì tâm trí là duy nhất mà thông qua đó, một cá nhân có thể tự lên kế hoạch cho cuộc đời của mình và sống theo lựa chọn của bản thân. Nhà thơ Henley hẳn đã thấu hiểu sự thật vĩ đại này khi ông viết những dòng sau. Tôi là chủ nhân của số phận tôi là chỉ huy của tâm hồn tôi. Thực sự đúng là như vậy, chúng ta có thể trở thành người chỉ huy của vận mệnh bản thân đến mức nào phụ thuộc vào khả năng ta chiếm hữu và chỉ đạo tâm trí chính mình trong suốt cuộc đời, thông qua việc kiểm soát thái độ tinh thần của bản thân. Thái độ tinh thần có thể tích cực hoặc tiêu cực. Chỉ thái độ tinh thần tích cực mới mang đến thành quả trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy, hãy xem nó là gì và bằng cách nào có thể sở hữu và áp dụng điều đó trong nỗ lực đạt được những điều mà ta mong muốn. Thái độ tinh thần tích cực bao gồm nhiều khía cạnh và sự kết hợp của vô số yếu tố để nó có thể phát huy tác dụng trong mọi tình huống ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Trước hết, một thái độ tinh thần tích cực có mục đích là khiến mọi trải nghiệm, dù là dễ chịu hay khó chịu, đều mang lại một lợi ích nào đó giúp chúng ta cân bằng cuộc sống và cảm thấy bình an trong tâm trí. Đó là thói quen tìm kiếm hạt mầm của một lợi ích tương xứng đi kèm với mọi thất bại, thua cuộc hay nghịch cảnh mà chúng ta gặp phải và khiến hạt mầm đó nảy mầm thành một lợi ích nào đó. Chỉ với một thái độ tinh thần tích cực, một người mới có thể nhìn nhận và hưởng lợi từ những bài học đã qua hoặc từ hạt mầm của một lợi ích tương xứng đi kèm với những khó khăn mà anh ta từng trải qua. Thái độ tinh thần tích cực là thói quen giữ cho tâm trí luôn bận rộn suy nghĩ về những tình huống và những điều mà ta hằng khao khát, cũng như phớt lờ những điều ta không mong muốn. Đa số mọi người sống một cuộc đời với thái độ tinh thần luôn bị chi phối bởi nỗi sợ hãi và sự lo lắng về những hoàn cảnh nhất định, và theo cách nào đó khiến cho hoàn cảnh ấy chẳng sớm thì muộn cũng xảy ra. Và điều kỳ lạ ở chỗ, người ta thường đổ lỗi cho người khác về những bất hạnh mà họ đã tự mang đến cho mình bởi thái độ tinh thần tiêu cực. Tâm trí chúng ta có khả năng khiến những suy nghĩ trong đầu trở thành hiện thực. Nghĩ về nghèo khổ và bạn sẽ sống trong nghèo khổ. Nghĩ về sự giàu có và bạn sẽ kéo sự giàu có về phía mình. Thông qua quy luật hấp dẫn hài hòa từ ngàn đời nay, suy nghĩ của một người luôn tự khoác lên họ vỏ bọc vật chất tương ứng với bản chất bên trong. Thái độ tinh thần tích cực là thói quen coi mọi tình huống khó khăn mà ta gặp phải như những cơ hội để kiểm tra khả năng vượt lên nghịch cảnh thông qua việc tìm kiếm hạt mầm của một lợi ích tương xứng và kích hoạt nó. Thái độ tinh thần tích cực là thói quen đánh giá tất cả các vấn đề và phân biệt được đâu là vấn đề mà ta có thể làm chủ và vấn đề nào không thể kiểm soát được. Người có thái độ tinh thần tích cực luôn nỗ lực để giải quyết các vấn đề mà anh ta có thể kiểm soát và xem xét cả những vấn đề ngoài khả năng để đảm bảo chúng không tác động khiến thái độ tinh thần của bản thân chuyển từ tích cực sang tiêu cực. Thái độ tinh thần tích cực giúp một người học cách chấp nhận những điểm yếu và khiếm khuyết của người khác mà không bị bất ngờ trước suy nghĩ tiêu cực của họ hoặc không bị ảnh hưởng bởi cách tư duy của họ.
Thái độ tinh thần tích cực là thói quen hành động với mục đích rõ ràng, với niềm tin tuyệt đối vào sự đúng đắn của mục đích đó, cũng như khả năng đạt được nó. Đó là thói quen vượt xa khỏi mặt ngữ nghĩa hạn hẹp về trách nhiệm và thực hiện công việc với số lượng và chất lượng tốt hơn so với nghĩa vụ phải làm, đồng thời thực hiện việc đó với thái độ thân thiện, dễ chịu. Đó là thói quen xác định một mục tiêu và tiến tới việc đạt được mục tiêu đó mà không do dự bởi những lời tán dương hay chê trách. Đó là thói quen tìm kiếm những phẩm chất tốt đẹp của đối phương và mong đợi những điều đó nơi họ, đồng thời sẵn sàng đón nhận cả những mặt chưa hoàn hảo mà không bị choáng ngợp tới mức hình thành tâm lý tiêu cực. Đó là thói quen làm chủ cảm xúc bằng cách đưa các cảm xúc vào quá trình kiểm tra của não bộ và kỷ luật của sức mạnh ý chí. Đó là thói quen đối mặt với những thực tế ảnh hưởng đến cuộc đời ta, cả những sự việc như ý cũng như những sự việc gây khó chịu, và giữ được một cái đầu lạnh khi nảy sinh những trường hợp khẩn cấp ngoài mong muốn. Đó là sự công nhận sức mạnh phổ quát của trí tuệ vô hạn, cũng như hiểu biết rằng trí năng đó có thể được nắm bắt và điều chỉnh cho đến khi nhắm mắt xuôi tay thông qua một phương tiện gọi là niềm tin. Thái độ tinh thần tích cực là phương tiện chính mà hội những người nghiện rượu vô danh đã sử dụng để hỗ trợ vô số nam giới và phụ nữ thoát khỏi chứng nghiện rượu. Và đó cũng là cơ sở để chữa trị tận gốc chứng nghiện thuốc lá. Đó là phương tiện dùng chung cho tất cả các hình thức điều chỉnh tâm trí vì bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả việc loại bỏ nỗi sợ hãi. Tất cả các thói quen, dù tốt hay xấu, tự nguyện hay không tự nguyện, đều được hình thành bởi một thái độ tinh thần. Đó là phương tiện để người ta có thể biến những thói quen xấu và những nghịch cảnh không như mong muốn thành một lợi ích nào đó. Thái độ tinh thần tích cực là phương tiện duy nhất để ta có thể thực hiện quyền vốn có của bản thân trong việc duy trì sự kiểm soát hoàn toàn đối với tâm trí của mình, mà không có sự hỗ trợ hay cản trở từ bất kỳ ai. Và đó là phương tiện để các thử thách có thể được chuyển thành bước đệm của sự tiến bộ trong mỗi trải nghiệm. Thái độ tinh thần bộc lộ bản chất của nó từ người này sang người khác, không cần đến lời nói, dấu hiệu hoặc hành động, mà bằng phương tiện thần giao cách cảm. Do đó, nó có tính chất lan truyền. Thái độ tinh thần của một người trong khi ăn sẽ hỗ trợ hoặc kìm hãm việc tiêu hóa thức ăn, và thái độ tinh thần tiêu cực có thể làm tê liệt hoàn toàn chức năng tiêu hóa. Thái độ tinh thần của một diễn giả trước công chúng quyết định hiệu quả truyền đạt của bài diễn thuyết, thậm chí còn hiệu quả hơn cả những từ ngữ mà anh ta sử dụng. Hơn nữa, thái độ tinh thần của một nhà văn trong quá trình sáng tác sẽ được chuyển đến người đọc thông qua cảm xúc đằng sau câu từ. Bằng sự điều chỉnh thích hợp và kiểm soát thái độ tinh thần, ta có thể điều khiển tâm trí của mình khi gặp bất kỳ tình huống khó khăn nào mà không cảm thấy bi quan, kể cả trường hợp người thân qua đời. Thái độ tinh thần là một cánh cổng hai chiều trên con đường đời, nơi mà một chiều hướng về phía thành công và chiều còn lại hướng tới thất bại. Bi kịch là ở chỗ hầu hết mọi người đều mở cánh cổng quay về phía sai lầm. Thái độ tinh thần của bệnh nhân là sự hỗ trợ tốt nhất hoặc sự cản trở lớn nhất cho bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh, tùy thuộc vào việc đó là thái độ tích cực hay tiêu cực. Dựa trên những tuyên bố về những sự thật đã biết, người ta có thể dễ dàng hiểu được tại sao thái độ tinh thần là tất cả, bởi vì nó ảnh hưởng đến mọi trải nghiệm mà ta gặp phải và nó luôn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chúng ta. Thật là một suy nghĩ thấu đáo khi nhận ra điều có khả năng mang lại cho chúng ta thành công hoặc thất bại, ban phước cho chúng ta với sự an lành hoặc nguyền rủa chúng ta với sự khốn khó trong suốt cuộc đời. Chỉ đơn giản là đặc quyền sở hữu tâm trí bản thân và dẫn dắt tâm trí ta đến phía đích đã chọn thông qua thái độ tinh thần của chính mình. Một người có thể kiểm soát thái độ tinh thần như thế nào? Xuất phát điểm của việc kiểm soát thái độ tinh thần là động lực và ước muốn. Chẳng ai làm bất cứ điều gì nếu không có động lực, và động lực càng lớn thì ta càng dễ kiểm soát thái độ tinh thần. Thái độ tinh thần có thể chịu ảnh hưởng và kiểm soát bởi các nhân tố như sau. 1. Bằng một ước mong cháy bỏng
nhằm đạt được mục đích đã định dựa trên một hoặc một vài động lực trong số 9 động lực cơ bản kích hoạt mọi nỗ lực của con người. Xem danh sách 9 động lực cơ bản ở chương 7. 2. Bằng việc điều chỉnh tâm trí để tự động lựa chọn và thực hiện các mục tiêu tích cực đã vạch ra với sự hỗ trợ của 8 nguyên tắc hướng dẫn hay các kỹ thuật tương tự giúp tâm trí luôn tập trung suy nghĩ về những điều tích cực, kể cả khi ngủ hay thức. Xem phần mô tả bản chất 8 nguyên tắc hướng dẫn ở chương 4. 3. Bằng việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cá nhân truyền cảm hứng về sự tham gia thiết thực của các mục đích tích cực và tránh bị ảnh hưởng bởi các cá nhân tiêu cực. 4. Bằng cách tự gợi ý cho bản thân, qua đó tâm trí sẽ liên tục đưa ra những tín hiệu tích cực cho đến khi nó thu hút được những kết quả tích cực như mong muốn. 5. Bằng sự thừa nhận đặc quyền riêng biệt của mỗi cá nhân trong việc kiểm soát và điều chỉnh tâm trí bản thân, thông qua việc chấp nhận và sử dụng nó. 6. Bằng sự trợ giúp của bộ máy chỉ đạo bên trong não bộ, tiềm thức có thể tiếp nhận những chỉ dẫn xác định ngay trong giấc ngủ. Một bộ não chỉ đạo như thế được mô tả ngắn gọn trong chương 4. Lối sống tuyệt vời kiểu Mỹ, nền kinh tế tự do kinh doanh số 1 của chúng ta, quyền tự do cá nhân mà chúng ta tự hào, sẽ chẳng là gì khi so sánh với thái độ tinh thần được con người thiết lập và hướng đến các nhu cầu chuyên biệt. Nhân tố lối sống kiểu Mỹ nổi bật trên tất cả các yếu tố khác, bao gồm luật pháp và cơ chế chính phủ thiết lập để bảo vệ quyền tự do cá nhân trong việc kiểm soát thái độ tinh thần của chính mình. Chính sự tự do kiểm soát thái độ tinh thần này đã mang đến cho chúng ta những nhà lãnh đạo vĩ đại, những người đã xây dựng nên lối sống kiểu Mỹ và nền kinh tế tự do kinh doanh tuyệt vời. Và điều quan trọng là chỉ những người tiến lên với thái độ tinh thần tích cực mới có thể trở thành lãnh đạo. Thái độ tinh thần tích cực của Thomas A. Edison đã giúp ông kiên trì vượt qua hơn 10.000 lần thất bại trước khi khám phá ra ánh sáng điện huỳnh quang, mở ra thời đại công nghiệp điện và sự thịnh vượng cho chúng ta. Thái độ tinh thần tích cực của Henry Ford đã giúp ông vượt lên được những khó khăn khi mới lập nghiệp trong ngành chế tạo ô tô, và nó đóng vai trò là tài sản lớn nhất và quan trọng nhất của ông trong việc lập nên đế chế công nghiệp hoành tráng, khiến ông trở nên giàu có hơn cả vua Croesus và tạo ra việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hơn 10 triệu người. Thái độ tinh thần tích cực của Andrew Carnegie đã đưa ông vượt lên khỏi nghèo đói và tối tăm, đóng vai trò là nguồn tài sản to lớn, giúp ông khai sinh ra ngành công nghiệp thép. Hiện đóng vai trò là liên kết quan trọng nhất trong hệ thống kinh tế của chúng ta. Thái độ tinh thần tích cực của Mahatma Gandhi, ông gọi đó là sự kháng cự bị động, còn lớn hơn cả sức mạnh của lực lượng quân đội Anh đã thống trị thuộc địa Ấn Độ suốt nhiều thế hệ. Chính thái độ tinh thần tích cực của Gandhi đã tạo ra một liên minh sức mạnh tâm trí của hơn 200 triệu đồng bào, những người đã mang tới sức mạnh to lớn cho cuộc kháng cự bị động của ông, giúp giải phóng Ấn Độ khỏi sự đô hộ của thực dân Anh mà không hề tốn một viên đạn hay hy sinh một người lính nào. Chính thái độ tinh thần tích cực của người xây dựng cây cầu The Golden Gate, cây cầu treo dài nhất thế giới, bất chấp thực tế rằng những nỗ lực đầu tiên của ông trong việc xây cầu phải đối mặt với sự bất khả thi về mặt kỹ thuật. Bất cứ ở nơi đâu mà chúng ta thấy có sự lãnh đạo và thành tựu lớn ở bất kỳ mức độ nào, trong bất kỳ thiên chức hoặc nghề nghiệp nào, chúng ta nhận ra rằng mọi thứ đều được thành lập dựa trên thái độ tinh thần tích cực. Một thái độ tinh thần tích cực là tổng hòa của hy vọng, mơ ước và sự tin tưởng. Tổng hợp chúng lại và chúng ta có được niềm tin. Và niềm tin là cánh cửa mở ra trí tuệ vô hạn, điều mà chỉ những người duy trì thái độ tinh thần tích cực mới có thể sở hữu và sử dụng được. Và thực tế đáng chú ý nhất liên quan đến thái độ tinh thần tích cực là mọi người đều có đặc quyền chấp nhận và sử dụng nó cho mọi mục đích, mà không cần để tâm tới tiền bạc và giá cả. Bí mật ẩn sau sự thật quan trọng này có khả năng làm giàu cho tâm hồn bạn, giúp bạn chiến thắng những trở ngại để đạt đến hạnh phúc trong suốt cuộc đời, và nó sẽ được tiết lộ trong các chương tiếp theo. Hãy đọc sách với một tâm hồn mở
và phần thưởng bạn nhận được sẽ là cả một gia tài đủ để giúp bạn cân bằng cuộc sống, thoát khỏi những nỗi sợ hãi và duy trì sự bình yên trong tâm trí. Trong các chương tiếp theo, bạn sẽ được gặp gỡ một con người vĩ đại nhất hiện còn sống. Khi bạn nhận ra tên của người này, hãy đánh dấu trang sách có tên người đó và ký tên bạn lên. Rồi bạn sẽ khám phá ra một ý nghĩa mới về mục đích mà chúng ta tồn tại trên hành tinh này trong khoảng thời gian ngắn ngủi mang tên cuộc đời. Các chương tiếp theo sẽ bao gồm những phần hướng dẫn ngắn cho việc điều chỉnh thái độ tinh thần để loại bỏ nỗi sợ phẫu thuật nha khoa hoặc y tế. Trong chương này, chúng ta bàn về thái độ tinh thần như một sự xem xét trước, chuẩn bị cho bạn chấp nhận và sử dụng những hướng dẫn đó để loại bỏ cảm xúc tiêu cực về việc phẫu thuật hay bất kỳ tình huống không mong muốn nào khác mà bạn có thể gặp phải. Tổng kết: nếu bạn kiểm soát được thái độ tinh thần, bạn sẽ kiểm soát được hầu hết các tình huống có tác động tới cuộc sống của mình, bao gồm cả sự sợ hãi và lo lắng về bất kỳ điều gì. Chúng ta không thể kiểm soát việc sinh ra hoặc chết đi, nhưng chúng ta có một quyền không thể chối cãi là kiểm soát mọi suy nghĩ xuất phát từ tâm trí, kể từ khi ta biết suy nghĩ cho đến lúc qua đời. Chỉ với một thái độ tinh thần tích cực, một người mới có thể nhìn nhận và hưởng lợi từ những bài học đã qua, hoặc từ hạt mầm của một lợi ích tương xứng đi kèm với những khó khăn mà anh ta từng trải qua. Tất cả các thói quen, dù tốt hay xấu, tự nguyện hay không tự nguyện, đều được hình thành bởi một thái độ tinh thần. Đó là phương tiện để người ta có thể biến những thói quen xấu và những nghịch cảnh không như mong muốn thành một lợi ích nào đó. Và điều quan trọng là chỉ những người tiến lên với thái độ tinh thần tích cực mới có thể trở thành lãnh đạo. Action. Câu hỏi: các bạn hãy tự đánh giá xem liệu mình đã duy trì được một thái độ tinh thần tích cực hay chưa? Nếu chưa, đâu là những nguyên nhân gây ra tình trạng đó? Chương 2: chuyến viếng thăm thung lũng của những phép màu cuộc sống. Cách đây ít lâu, tôi đã lật lại vài trang trong cuốn sách vĩ đại về thời gian, Great Book of Time, mà ở đó đã ghi lại những quãng thời gian chuyển tiếp tuyệt vời của riêng tôi trong đời, và trên các trang được đánh dấu dòng chữ, những điều mà tôi vứt bỏ vì lý do nó có hại hoặc vô dụng trong cuộc sống. Tôi đã khám phá ra một gia tài trị giá cả kho vàng mà tôi sẽ tiết lộ cho bạn trong cuốn sách này. Tại sao tôi lại chờ đợi quá lâu đến vậy rồi mới khám phá ra gia tài lớn mà tôi đã bỏ qua? Câu trả lời sẽ trở nên rõ ràng khi tôi miêu tả bản chất cuộc khám phá của tôi. Trước khi tôi có thể hoàn thành nó, tôi phải đạt đến độ tuổi sẵn sàng về mặt tinh thần. Tôi đã phải đánh đổi tuổi trẻ lấy sự trưởng thành để có đủ trí tuệ cho việc nhìn nhận và truyền đạt một cách đúng đắn. Những gia tài lớn đến từ bên trong, qua đôi mắt không thể đánh lừa bởi những thói quen sai lầm của con người. Khi tôi từ từ dở các trang ghi chép lại điều đáng kinh ngạc này trong cuốn sách thời gian, tôi đã bị sốc khi phát hiện ra rằng mọi thứ, mọi hoàn cảnh mà con người từng biết đến, mọi sai lầm, thất bại và nỗi đau đều có thể trở nên có lợi khi người ta xem xét chúng với một tinh thần hài hòa và sự thấu hiểu về bản chất cũng như mục đích của chúng. Và tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng, bằng cách phân tích tất cả các tình huống trong quá khứ mà tôi từng cho là khó chịu và có hại trong thời điểm đó, mỗi sự việc trong số đó đã mang lại nhiều thứ độc nhất, giúp tạo nên giá trị lâu bền mà tôi hiện đang sở hữu. Trong quá trình khám phá cuốn sách vĩ đại về thời gian, tôi đã phát hiện ra một phương pháp chưa từng được biết đến, giúp biến những thất bại, lỗi lầm và sự giận dữ của con người trong quá khứ thành những may mắn lớn nhất mà nhân loại từng biết đến. Chính phát hiện này đã khiến tôi không còn cách nào khác ngoài việc viết ra cuốn sách này vì lợi ích của những ai đang mò mẫm trong bóng tối để tìm kiếm sự bình an cho tâm hồn, giống như tôi đã mù quáng tìm kiếm nó trong suốt gần 40 năm. Trước khi tôi lục lọi tàn tích của những ý tưởng hay những điều tôi đã sợ hãi và vứt bỏ đi vì vô dụng, tôi đã tin rằng
bí mật của thành công chỉ có thể được tiết lộ bằng cách nghiên cứu những người thành công. Được Andrew Carnegie giao nhiệm vụ phác thảo triết lý thành công thực tế đầu tiên trên thế giới, và thông qua ông Carnegie, tôi đã tiếp cận gần gũi với hơn 500 cá nhân thành công nhất trong thời đại của ông. Một cách tự nhiên, tôi đã coi họ là những biểu tượng vĩ đại, là nguồn kiến thức duy nhất đáng được xem xét bởi những ai đang cố gắng tìm ra vị trí cho mình trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt. Hiện giờ tôi đã từ bỏ kết luận sai lầm này vì tôi đã phát hiện ra rằng các quy luật vĩnh cửu về thành tựu của nhân loại luôn sẵn có một cách công bằng cho người nghèo và người khiêm tốn, cũng như cho người giàu có và người kiêu hãnh. Tôi đã nhận ra sự thật bất ngờ này vào lần gặp gỡ đầu tiên với một người đàn ông da đen không có học thức, sinh ra ở miền Nam và kiếm tiền bằng công việc lao động chân tay. Khi lần đầu nghe kể về câu chuyện của ông ấy, tôi đã tìm cách gặp và xin ông ấy cho phép thực hiện một bài thẩm định và nghiên cứu. Vì tôi rất muốn tìm hiểu bí mật thực sự đằng sau sự tái sinh đầy kịch tính của ông, từ hoàn cảnh bần hàn trở nên giàu có trong một thời gian ngắn đến không thể tin nổi. Vào một ngày hè nóng nực, người đàn ông này dừng lại ở cuối cánh đồng trồng bông, dựa vào tay cầm cuốc, lau mồ hôi trên trán và khóc trong đau khổ. Ôi Chúa ơi, tại sao tôi phải làm việc như thế này? Và chẳng có gì ngoài một túp lều để ngủ và mỗi một miếng thịt lợn muối để ăn. Tiếng khóc của ông ấy đã mang đến câu trả lời và bắt đầu một loạt các sự kiện làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người được nghe kể câu chuyện định mệnh đó. Tôi đã chọn câu chuyện về người đàn ông ấy cho phần giới thiệu chương này bởi vì nó minh họa một cách hoàn hảo cho sự đúng đắn của lời khuyên mà tôi sẽ đưa ra ở các chương tiếp theo cho những người đang tìm kiếm sự giàu có về vật chất, sự bình yên trong tâm trí và sự thấu hiểu hơn về các phương tiện làm chủ mọi nghịch cảnh. Đặc điểm về nơi sinh và màu da là hai yếu tố chống lại ông ấy ngay từ xuất phát điểm. Nhưng hoàn toàn dựa vào câu hỏi ngẫu nhiên đó, ông đã nắm bắt được một trong những phép màu vĩ đại của cuộc sống, sẽ được mô tả rõ hơn phía sau và đưa mình lên vị trí danh vọng mà phần lớn mọi người, ngay cả những người nhận được đặc quyền giáo dục chính quy trong các trường đại học lớn của chúng ta, không hề biết đến. Trước hết, câu trả lời cho câu hỏi của ông ấy đã khiến ông tiếp cận với nguyên tắc đầu tiên của thành công cá nhân: xác định mục đích và một kế hoạch nhất định để đạt được nó. Và mục đích đó không gì khác hơn là đánh đổi phẩm chất cũ của ông lấy một phẩm chất tốt hơn nhiều. Với sức mạnh đạt được bất cứ mong muốn nào, bất chấp chủng tộc, tín ngưỡng hay màu da, một phẩm chất mà tôi sẽ cố gắng giúp mọi độc giả của cuốn sách này có được. Ngay tức thì, tương ứng với câu trả lời mà ông ấy nhận được cho câu hỏi của mình, ông đã tự đặt mình vào một địa vị có quyền năng tối cao của một vị chúa hiện thân, vị thánh sống đích thực duy nhất của loài người trên trái đất. Dù người ta có nghĩ gì về sự lựa chọn mục đích chính yếu của ông, không ai có thể chỉ trích ông ấy vì đã mặc cảm tự ti, một thứ cảm xúc tiêu cực đã thống trị trong cuộc đời rất nhiều người. Bây giờ, trước khi đi đến bất kỳ kết luận nào về việc ông ấy đã tự đặt mình vào một vị trí cao hơn trong cuộc đời, hãy để tôi tóm tắt về quãng đường ông ấy đã trải qua trong hành trình đạt đến mục đích lớn lao của cuộc đời. Có lẽ bạn sẽ tỉnh táo đánh giá về ông ấy, và thay vì lên án ông, sẽ hữu ích hơn nếu bạn khám phá ra điều gì đó về sức mạnh mà ông đã sử dụng để đưa mình lên vị trí đỉnh cao trong cuộc đời. Người đàn ông này đã đặt cho mình biệt hiệu rất ấn tượng là Father Divine, Đức Chúa Trời. Theo ước tính, ông có tới hàng triệu người ủng hộ, trong đó có phần đông là người da trắng, ở gần như khắp mọi tiểu bang của Hoa Kỳ và ở một số quốc gia khác nữa. Father Divine được trao quyền quản lý số tiền khổng lồ dưới mọi hình thức quyên góp tự nguyện. Ông ấy lái một chiếc Rolls Royce và ngủ trong khách sạn của mình ở nhiều thành phố nơi ông ghé qua. Vì vậy, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ông ấy sẽ không ở tại bất kỳ nơi nào khác ngoài những chỗ ở dễ chịu nhất. Màu da không ảnh hưởng đến ông. Tổ chức khổng lồ và phức tạp của ông hoạt động dưới mọi loại hình kinh doanh, từ những chiếc xe đẩy bán rong đến các cửa hàng quần áo và nhà hàng.
và với đội ngũ nhân viên hoàn toàn tình nguyện. Chúng ta không quan tâm đến việc sự giàu có của Father Divine đã ảnh hưởng tích cực đến người khác nhiều như thế nào. Tôi chắc chắn không định bán câu chuyện của Father Divine cho bất cứ ai vào thời điểm đã quá muộn màng này. Tuy nhiên, mục đích của tác giả là giúp bạn làm quen với bản chất của phép màu mà Father Divine tình cờ gặp được. Có lẽ hoàn toàn ngẫu nhiên đã mang đến cho ông sự tự do, thoát khỏi sự hạn chế từ chủng tộc và màu da của mình, cũng như thoát khỏi sự hạn chế từ nghèo đói và thiếu giáo dục, và khiến ông ấy trở nên cực kỳ giàu có. Thông tin này nhằm mục đích mang lại lợi ích cho bạn, không phải để bạn có thể mô phỏng lại việc Father Divine đã làm, mà là để truyền cảm hứng cho bạn trở nên vượt trội hơn cả ông ấy trong lĩnh vực mà bạn chọn để cống hiến cho nhân loại. Cho dù đó là tôn giáo thần thánh hay một dịch vụ hữu ích nào khác, hoặc bạn có thể hài lòng khi sử dụng thông tin thu nhận từ đây để làm nhẹ bớt gánh nặng cuộc sống cá nhân. Bí ẩn về sự giàu có của Father Divine không phải là điều mới mẻ gì đối với tôi. Tôi đã dành hơn 40 năm để nghiên cứu điều đó và chứng kiến nó thành công trong cuộc sống của hơn 500 cá nhân xuất sắc của quốc gia này, bao gồm những người như Henry Ford, Thomas A. Edison, tiến sĩ Alexander Graham Bell, Woodrow Wilson và William Howard Taft mà tôi đã làm việc và cộng tác cùng trong một thời gian dài để xây dựng môn thành công học. Sự thật kỳ lạ liên quan đến bí mật tối cao về thành công cá nhân này, theo tiết lộ của một nghiên cứu chuyên sâu về những cá nhân kiệt xuất mà tôi đã tìm hiểu, hầu như chẳng ai trong số họ, ngoại trừ 3 người, hiểu được nguồn gốc thành công thực sự của mình hay bản chất của sức mạnh đã khiến nó đạt đến một quy mô lớn đến vậy. Đại đa số họ đã ngẫu nhiên gặp được phép màu vĩ đại này, theo một cách nào đó rất giống với trường hợp của Father Divine. Những người đang tìm kiếm bí mật thực sự về thành công của ông ấy sẽ không bỏ qua thực tế rằng nếu ông ấy có 30 triệu người ủng hộ, hoặc thậm chí chỉ 1 triệu người thôi, thì ông ấy đã sở hữu một sức mạnh thu hút bí ẩn mà những người có động lực xuất phát hoàn toàn từ lòng tham lam vật chất không thể có được. Tại đây, cũng như trong các chương khác, tôi đã nỗ lực nhấn mạnh thực tế rằng bí mật của sự thịnh vượng về mặt tài chính giống hệt như quá trình một cá nhân có thể biến nỗi đau thể xác hoặc bất cứ nghịch cảnh nào thành lợi ích cho bản thân. Trong chương này và trong những phần tiếp theo, tôi sẽ mô tả đầy đủ về phép màu đã làm nên thành công của Father Divine. Nhưng tôi còn làm nhiều hơn thế nữa. Tôi sẽ mô tả một số phép màu bổ sung sẵn có cho tất cả mọi người trên trái đất. Phép màu mới chỉ được công nhận một phần và hiếm khi được sử dụng, mặc dù đó là con đường thực sự dẫn tới sự bình yên cho tâm trí và sự giàu có về mặt vật chất. Tất cả mọi người, ngoại trừ khoảng 1 trong số 10 triệu người có thể đã đọc danh sách các phép màu mà tôi sẽ mô tả, sẽ bị sốc và ngạc nhiên khi biết rằng tôi đã liệt kê họ vào danh sách những người giàu có tiềm năng nhất. Rằng 1 trong số 10 triệu người sẽ không bị sốc hay ngạc nhiên bởi vì người đó sẽ thuộc cùng đẳng cấp với những người như Edison, Ford và Father Divine. Những người đã tình cờ gặp được phép màu và sử dụng nó để thay đổi số phận thành cuộc đời do họ tự quyết định. Trong chuyến đi đến thung lũng của những phép màu cuộc sống, một trong số các phép lạ đó chắc chắn có tính quyết định cho việc thay đổi cuộc đời của Father Divine từ nghèo khó và thiếu giáo dục trở thành con người cực kỳ giàu có và đủ thông thái để quản lý sự giàu có của bản thân. Bạn sẽ có lý do để vui mừng nếu bạn nhận ra phép màu đặc biệt tạo nên sự thay đổi. Nếu bạn không nhận ra ngay trong chương này, nó có thể được tiết lộ cho bạn trong các chương tiếp theo. Khi tôi đã ghi lại tất cả những gì tôi biết về con đường dẫn đến sự bình yên cho tâm trí và thịnh vượng. Đây là một số tín hiệu giúp bạn phân tích trường hợp của Father Divine một cách chính xác. Thời gian, địa điểm và hoàn cảnh chính xác nơi ông tái sinh phụ thuộc hoàn toàn vào lựa chọn của bản thân ông và nằm dưới sự kiểm soát của ông ấy. Không ai giúp đỡ hoặc đề nghị ông ấy phải vượt lên sự nghèo đói và thiếu giáo dục để đạt đến vị trí giàu có và trí tuệ tuyệt vời. Điểm này được nhấn mạnh bởi vì, theo một cách tự nhiên,
Nó cho thấy rằng bất cứ điều gì mà một người đàn ông thiếu giáo dục làm được, thì bất kỳ ai khác có năng lực trí tuệ tương đương cũng có thể làm được điều tương tự, hoặc thậm chí là xuất sắc hơn, trong bất kỳ lĩnh vực nào mà con người cố gắng chinh phục. Liệu có bất cứ ai có thể nghi ngờ thực tế rằng công thức giúp người đàn ông này thay đổi từ nghèo khó thành giàu có cũng có thể dùng để biến bất kỳ nghịch cảnh nào thành lợi ích với tỷ lệ tương đương hay không? Đâu là sự khác biệt giữa người đàn ông đặc biệt này và những người khác cùng màu da với ông ở Hoa Kỳ và những người nhận được cùng những đặc quyền giống như ông? Câu trả lời cho câu hỏi này có thể cung cấp cho bạn một manh mối về phép màu kỳ diệu. Điều đã biến đổi đấng cứu thế tự phong này từ một kẻ vô danh dưới đáy nghèo khổ thành một cá nhân cực kỳ thành đạt. Phép màu giúp tạo ra sự thay đổi cho cuộc đời của Father Divine cũng chính là điều đã đưa Henry Ford, Thomas A. Edison và Andrew Carnegie lên một tầm cao đáng kinh ngạc về thành tích cá nhân trong các lĩnh vực của họ. Và đó cũng chính là phép màu giúp tạo ra những tiến bộ của loài người trong tất cả các lĩnh vực. Thông qua sự trợ giúp của phép màu này, Milo C. Jones, chủ một trang trại nhỏ gần Fort Atkinson, Wisconsin, đã biến mình thành một triệu phú sau hai lần thất bại, và anh đã thành công trên chính trang trại nơi trước đây anh chỉ kiếm đủ sống. Tác giả có rất nhiều học trò đã đạt được sự giàu có, giải quyết được các vấn đề cá nhân vốn rất khó khắc phục và tìm thấy sự bình yên trong tâm trí thông qua sự trợ giúp của phép màu. Họ có mặt trong gần như mọi tầng lớp xã hội, mọi doanh nghiệp, mọi ngành nghề, tại phần lớn các nước trên thế giới. Do đó, những ví dụ minh họa được nêu ra trong suốt cuốn sách đã được xác thực đầy đủ qua hơn 40 năm nghiên cứu của tôi. Tiến sĩ Frank Grant là mục sư của một nhà thờ nhỏ ở Chicago, nơi mà anh ấy hầu như không kiếm đủ sống. Khi còn là một học trò của tác giả, anh ta đã khám phá ra phép màu kỳ diệu, mang lại cho anh ý tưởng xuất bản các bài giảng đạo của mình trên một tờ báo tổng hợp và kiếm được hơn 75.000 đô la mỗi năm. Tất cả những điều này có liên quan gì đến việc làm chủ nỗi sợ hãi, nỗi đau thể xác và nỗi buồn, cũng như nhiều chuyện thất vọng mà người ta có thể gặp phải trong suốt cuộc đời? Làm thế nào mà nguyên tắc này có thể giúp mọi người trở nên giàu có về mặt tài chính, cũng như tách biệt nỗi đau thể xác khỏi mũi khoan của nha sĩ hay dao mổ của bác sĩ phẫu thuật? Hãy kiên nhẫn, hãy đọc sách thật cẩn thận với một tâm thế cởi mở, và bạn sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi này và cả những câu hỏi khác có thể nảy sinh trong tâm trí trước khi phép màu hiện ra trước mắt bạn. Nếu bạn mất kiên nhẫn, yêu cầu bật mí về phép màu ngay từ chương đầu tiên của cuốn sách, tác giả sẽ trả lời bằng cách kể cho bạn nghe về những điều xảy ra khi ông còn là một cậu bé, nhưng vẫn mãi lưu lại ấn tượng trong tâm trí ông. Ông nội lấy một ít ngô mang ra chuồng gà, rải nó xuống đất, rồi cẩn thận phủ rơm lên trên. Khi được hỏi tại sao ông lại mất công làm thế, ông đáp rằng, vì hai lý do rất chính đáng. Thứ nhất, phủ rơm lên trên ngô để gà sẽ phải bới để tìm ra ngô, khiến chúng tập thể dục để trở nên khỏe mạnh. Và thứ hai, nó mang lại cho chúng cơ hội có được niềm vui từ việc nhận ra sự thông minh của bản thân trong việc tìm kiếm ngô mà chúng nghĩ rằng ông đã cố gắng giấu đi. Và bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang phân tích một số phép màu nho nhỏ mà một người phải nắm rõ và đánh giá đúng trước khi bản chất của phép màu vĩ đại, điều có thể biến đổi cuộc sống của ta, được tiết lộ. Có lẽ sự hiểu lầm lớn nhất trong tất cả các phép màu là điều được mô tả trong chương tiếp theo, bởi vì nó tiết lộ xuất phát điểm mà từ đó một người phải xóa bỏ để thay đổi hoàn cảnh sống mà anh ta không mong muốn thành những gì anh ta khao khát. Tổng kết, mọi thứ, mọi hoàn cảnh mà con người từng biết đến, mọi sai lầm, thất bại và nỗi đau đều có thể trở nên có lợi khi người ta xem xét chúng với một tinh thần hài hòa và sự thấu hiểu về bản chất cũng như mục đích của chúng. Bằng cách phân tích tất cả các tình huống trong quá khứ mà tôi từng cho là khó chịu và có hại vào thời điểm đó, mỗi sự việc trong số đó đã mang lại nhiều thứ độc nhất, giúp tạo nên giá trị lâu bền mà tôi hiện đang sở hữu.
các quy luật vĩnh cửu về thành tựu của nhân loại luôn sẵn có một cách công bằng cho người nghèo và người khiêm tốn, cũng như cho người giàu có và người kiêu hãnh. Nguyên tắc đầu tiên để đạt được thành công trong cuộc sống là bạn phải xác định được các mục tiêu của mình trong sự nghiệp, quan hệ, sức khỏe và vạch ra được kế hoạch rõ ràng để thực hiện chúng. Bất cứ điều gì mà một người đàn ông thiếu giáo dục làm được thì bất kỳ ai khác có năng lực trí tuệ tương đương cũng có thể làm được điều tương tự hoặc thậm chí là xuất sắc hơn. Action. Câu hỏi: các mục tiêu của bạn trong cuộc sống là gì? Về sự nghiệp, quan hệ, sức khỏe. Hãy viết ra một cuốn sổ những mục tiêu đó và lên các kế hoạch chi tiết để thực hiện chúng đi nào.